Xin chào tất cả các bạn, tôi vẫn là Hải Piano đây. Và hôm nay thì tôi sẽ quay lại với các bạn học đệm thành ca với một ca khúc mà khá nhiều bạn rất là thích, đó là Cho Con Vững Tin. Và ca khúc này thì viết ở giọng son thứ các bạn ha. Và cái bài này hai giọng mà hai dấu dáng, thì tôi sẽ hướng dẫn luôn ở trên giọng son thứ cho các bạn. Thì son thứ âm dài của nó là son này, la si, nó gồm có si dáng này, mi dáng các bạn ha. Fa son son fa mi re do si la son. Đó, thì âm dài, âm dài của giọng son thứ ha, gồm có si dáng và mi dáng. Công thức 1-4-5 của nó sẽ là son thứ, 4 là đô thứ, đô 5 là rê thứ. Son thứ song song với hợp âm giọng, giọng là si dáng trưởng. Đó, bậc 1 là si dáng trưởng, bậc 4 là mi dáng trưởng, bậc 5 là pha trưởng. Bài này thì gồm có 6 âm như vậy thôi, 6 âm cơ bản ha. Ngoài ra thì tôi có sử dụng một số cái hợp âm đảo, hợp âm dẫn, hợp âm màu sắc ha. 7-9 thì các bạn có thể học những cái khóa học nâng cao tiếp của tôi thì các bạn có thể hiểu sâu hơn về những hòa âm đó. Thì đó là những hòa âm màu sắc mà tôi không có đủ thời gian để tôi giải thích. Và các bạn có thời gian đi học thì các bạn có thể hiểu sâu hơn được về các hợp âm đó ha. Và bây giờ tôi sẽ giai điệu này. Son. Thì có nhiều bạn người ta sẽ vào son thứ đầu tiên, nhưng bởi vì là son mi re la si son thì cái mi đầu tiên này, thì tôi hoàn toàn có thể tôi vào đô thứ. Cái cách của tôi đệm là tôi vào đô thứ. Ở đây thì tôi dùng nó công thức 4 này, 5 này, trong bài 1. Công thức 4 5 1 của son thứ 4 này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Son mi re la si son. Đó, tùy. Hoặc là có các bạn thì dùng công thức 2 5 1 này. Mi dim, la dim, la thứ 7 chữ 5 hoặc đúng hơn. Đó cũng là một cái cách mà có rất nhiều bạn đệm dùng ha. Nhưng mà tôi ở đây thì tôi chỉ hướng dẫn cho các bạn, còn lựa chọn ở các bạn ha. Mỗi một bạn có một cái thẩm mỹ, cái tư duy hòa âm khác nhau, cái cách đặt khác nhau và cái màu sắc mình thích khác nhau ha. Còn đối với tôi thì bài này nó là thứ, nó là mềm mại, đó là một cái gì đó được gọi là tự sự ha, là cầu xin gì đó để mà thêm niềm tin, cho nên là nó sẽ không quá là căng thẳng mà tôi dùng hợp âm thứ mềm mại nhiều hơn này. Đó, đó, đoạn tiếp theo là thì đoạn này tôi dùng mi dáng tam giác 7, tại vì nốt rê á, son si rê si son rê si đô la si la, thì nốt rê này nó bậc 7 của mi dáng, mi dáng tam giác 7 ha. Thì các bạn nào có thể bấm thì tùy, nhưng mà tôi rất thích cái màu này, tại vì cái màu tam giác 7 nó màu rất là sang, nó sang trọng lắm. Trong hợp âm 7 thì tam giác 7 tôi rất là thích, bởi vì nó rất là sang trọng, khi đánh lên nghe nó rất là thích. Nó đó, tam giác 7 thì tôi sẽ về hợp âm là pha bát gì, pha bát mi à. Ở trên tôi dùng là pha bát mi, tôi dùng là hợp âm tiếp theo sẽ là rê thứ 7. Đó, tôi dùng là pha này, mi dáng này, pha bát mi này, xong về rê thứ 7, nghe nó đẹp hơn. Các bạn nghe thấy không ạ? Nghe nó sang trọng hơn, nghe nó thích hơn. Đó là tư duy hòa âm của tôi và tôi thích vậy ha. Còn tùy các bạn, có rất nhiều bạn thì có thể vào si dáng trưởng. Vào si dáng trưởng thì các bạn vào pha, thì đối với tôi như vậy nó rất là đơn điệu, hòa âm nó không có sự thú vị. Còn đối với tôi thì tôi lại thích cái đoạn là tam giác 7 hơn. Đó, thì đoạn này tôi lại dùng công thức là 4-5-1, đúng nghĩa là công thức 2-5-1 của giọng si dáng trưởng. Thì bậc 2 nó sẽ là đô thứ, bậc 2 của si dáng trưởng là đô thứ, và bậc 5 là pha và 1 là si dáng. Vậy là rất là đẹp. Về si dáng 9 là tôi dùng nốt, thêm nốt đô là si dáng 9. Các bạn hãy nghe thử hết lại đoạn này nhé. Ta da 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 da
trăm cách đệm hòa âm khác nhau cơ. Đó chính là một cái cách đệm thôi ha. Có nhiều bạn đoạn này thì bạn ấy dùng nặng hơn là các bạn dùng đến là mi dáng bảy mi đim, mi này, mi đim luôn. Đó. Đó, tùy về mi xong về pha, rất nhiều cách để các bạn đệm. Nhưng đối với tôi thì tôi vẫn thích hơn là màu tam giác bảy, rất là sang trọng. Rất là đẹp. Đó. Mềm lắm, đô thứ về pha, về si dáng. Đó. Đoạn này tôi dùng đến la thứ 7-9-5 để vì đoạn này kết đoạn về re sol. Đó. Đó. Tôi dùng đến la thứ 7-9-5 về re sol. Yeah. Nó là kết câu, kết đoạn ha. Nghe rất là thú vị. Ta ra 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 ra. Tiếp tục này. Son son. Đoạn này tôi tiếp tục dùng công thức 251 của si dáng trưởng. Đó. Fa fa si do 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 mi re fa vào fa ta 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 La si và re. Đó, bạn nhìn thấy không? À, con này. Da ti da 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 ti, da da ti da 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 ti, da 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 ti, ti da ta. Đối với tôi thì đặc biệt cái bài này thì tôi nghe cái giai điệu và tôi xem một số lời thì tôi cảm nhận được cái người tác giả người ta muốn truyền tải một cái điều gì đó, nó giống như là tự sự cá nhân nhiều hơn ha, cầu riêng điều gì đó hơn, nên cần những cái phần hòa âm nó sâu lắng, nó đem lại sự sâu lắng, nó có độ trang trọng trịnh trọng hơn đó, để làm sao mà nó đặc biệt là cái sự đó phải sự gần gũi, dùng những hợp âm thứ mềm mại để sự gần gũi hơn ha, không nên dùng quá nhiều hợp âm căng thẳng để tạo sự khó chịu. Tiếp tục vậy, như vậy đến tiếp tục này, các bạn nhìn để sang phần điệp khúc này, rất nhiều bạn có thể dùng đến si dáng trưởng này. Đó. Đó rất là bình thường. Còn đối với tôi đoạn này tôi tiếp tục vào mà tôi vùng vào là tam giác bảy, là mi dáng tam giác bảy. Đó. Là tiếp tục pha bát mi. Đó, bạn nhìn thấy không? Tôi dùng về re trưởng. Đó, tôi về đô thứ, xong rồi về pha trưởng. Xong rồi về re trưởng. Tôi đoạn này tôi về son thứ, thay vì đầu tiên tôi vào son thứ thì bây giờ tôi sẽ về son thứ. Đoạn này tôi dùng hợp âm pha trưởng bát, bắt la để hút về si dáng trưởng. Đó, si đô re, si dáng trưởng. Đoạn này tôi dùng đô sáu. Đó, tôi dùng đô sáu tại vì nốt la là bậc sáu của đô thứ. Xong rồi về đến re, re bảy. Vậy là tôi dùng công thức 4-5-1 hoàn toàn về giọng son thứ. Đó, các bạn làm lại ha. Đô thứ 6. Tại sao lại học? Tại sao lại là đô thứ 6? Tại sao là hợp âm này lại là pha? Pha bát la. Tại sao lại là mi major 7 ha, vân vân. Đó là những cái lớp ở trong khoa học mà đào tạo nâng cao của tôi, đặc biệt là trong cái khoa học offline á, với 15 clip mà các bạn có thể xem bất cứ lúc nào
mà cái 15 clip mà trọn đời luôn, các bạn học bất cứ lúc nào, các bạn mua học là các bạn học trọn đời và học phí sẽ rất là thấp. Tôi tin chắc là ai cũng có thể học được. Đó là có thể là cái cách mà tôi có thể làm được để hỗ trợ cho các bạn trong giai đoạn này, để cho rất nhiều các bạn ở rất nhiều khắp nơi. Tôi muốn nhân bản để các bạn có thể học được và đệm được thành cao cho các bạn ha. Rồi bây giờ tôi sẽ làm lại phần điệp khúc cho các bạn ha. Có bất cứ câu hỏi gì hãy nhắn tin, comment, thậm chí hãy gửi email cho tôi ha. Tôi sẽ trả lời và thậm chí là quan tâm khoa học thì hãy cứ nhắn tin cho tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại.